Đó. À, thấy chưa? Alo anh Bắc. Đấy, chào. Dạ chào anh. Hello anh, chúc mừng Lâu anh. quá Chào bạn. kéo anh nãy giờ, giờ này mới lên được. Đâu có, tại mới tắt máy lại sửa. Đúng rồi. Đúng rồi. Máy anh nãy nó có hơi chút xíu trục trặc gì đó cho nên em nãy tới luôn. Thì hôm trước anh nhớ là hôm trước anh nhớ là em mời lên mới được mà. Dạ. Đấy. Hồi đấy đang ăn cơm, đang ngồi ăn cơm nên đang nghe hai anh em nói thì điện thoại, tại vì cũng chờ điện thoại của cái công ty này là nó suốt, nó gọi suốt từ hôm thứ sáu giờ và mấy hôm nay cũng đu bu quá. Rồi hồi nãy thì nó mới gọi được, tại vì nó nói là thứ ba nó phải, thằng sếp nó nói thứ ba nó phải đi đi Hungary, cái danh tiếng của mình, cho nên là nói về bảo là Việt Nam này nó, mà trong khi đó nó là cái thằng bạn ở Anh nó làm cho cái nhà máy này này là tháng 5 này nó sẽ đi về Việt Nam này. Nó đi về, nó đi chơi du lịch chắc, tại vì bố nó sinh nhật 70 tuổi thì nó bố nó mua vé đãi tụi nó về, cho nên là anh về chuyến này cũng bảo mấy thằng em, mấy thằng thơ quan quen đó thì cũng quen đó thì chắc có lẽ là kêu nó tiếp đón, tại vì nó ở Sài Gòn chỉ có 4 ngày thôi, thì bảo nó tiếp nó rồi dắt nó đi chơi, nếu mà nó muốn như vậy thì dắt đi chơi cho nó biết, mình cũng quảng bá cái cho tụi Đan Mạch nó biết là cái đất nước của mình nó làm sao. Nhưng mà nó có thằng em ấy, nó cũng về Việt Nam mình 2-3 lần rồi, nó bảo cái đất nước Việt Nam mày đến một lần không bao giờ mày có thể từ chối đến lần thứ hai và thứ ba. Em đấy cũng một những cái mà mình cũng rất là vui, là tụi nó đều có những cái ấn tượng tốt cho cái quê hương đất nước của mình, mình nghe mình khoái này. Vui chứ, về Việt Nam, được về Việt Nam làm trên quê hương mình vậy thì quá vui luôn nha. Có tiếc là nhiều khi thời gian nó không có lâu, em hiểu không? Dạ Thời gian nó chỉ có dạ khoảng 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 2 tháng thôi. Ê, em để em mở cái này anh chị em mình nghe tí xíu ha, về cái hãng này nè. Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Tập đoàn Lego đầu tư hơn 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Đấy. Tập đoàn Lego sẽ đầu tư hơn 1 tỷ Đó. USD vào khu đất rộng 44 hectare tại tỉnh Bình Dương với mục tiêu mang đến 4.000 cơ hội việc làm trong vòng 15 năm tới. Chiều ngày 8 tháng 12, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Tập đoàn Lego đã có buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam, Singapore để xây dựng một nhà máy mới tại Việt Nam. Theo kế hoạch, đây sẽ là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của tập đoàn và sẽ bao gồm cả phần đầu tư cho sản xuất năng lượng mặt trời. Việc khởi công được dự kiến triển khai vào nửa cuối năm 2020 và nhà máy sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2024. 2021 chính là năm đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch. Và tập đoàn Lego rất vui mừng được thông báo về một dự án đầu tư quan trọng như vậy trong năm kỷ niệm này. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và Lào, ông Kim Thorun Christensen cho biết năm 2021 là một năm quan trọng đối với quan hệ hai nước Đan Mạch. Trong suốt 50 năm qua, hai nước đều được hưởng lợi về mặt kinh tế và văn hóa qua hai các nước mối chơi quan nhau hệ 50 năm rồi chứ bộ. từ hợp tác phát triển đến hợp tác thương mại và đầu tư. Đây là dự án với số vốn đầu tư lớn nhất do một doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam. Điều này cho thấy niềm tin và sự lạc quan của chúng tôi vào tương lai của mối quan hệ hợp tác quan trọng này. Đây sẽ là nhà máy thứ 6 trên thế giới và là nhà máy thứ 2 ở châu Á của tập đoàn Lego. Nhà máy được xây dựng để thúc đẩy phát triển dài hạn trong khu vực. Từ đó doanh nghiệp có thể tiếp tục mang lại những trải nghiệm vui chơi cho nhiều trẻ em hơn nữa trong những năm tới đây. Tập đoàn Lego đã đạt được mức tăng trưởng 2 con số tại châu Á kể từ năm 2019. Nhà máy mới sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu của Lego với những nhà máy được đặt ở các khu vực gần với những thị trường chính của tập đoàn. Nhờ đó doanh nghiệp có thể đáp ứng linh hoạt, nhanh chóng sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng ở mỗi khu vực, rút ngắn chuỗi cung ứng và giảm các tác động lên môi trường khi vận chuyển đường dài. Ông Carsten Rasmussen, giám đốc vận hành của tập đoàn Lego cho biết, chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam vì đã tạo điều kiện giúp chúng tôi đạt được mục tiêu xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của mình. Những kế hoạch của chính phủ về đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất, năng lượng tái tạo và thúc đẩy hợp tác với các công ty đầu tư nước ngoài chất lượng cao là động lực để chúng tôi quyết định xây dựng nhà máy tại đây. Ông Carsten Rasmussen cũng bày tỏ sự mong chờ được hợp tác với Vinsys để xây dựng nhà máy hiện đại này, góp phần mang đến thêm hàng nghìn cơ hội việc làm, cũng như gián tiếp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cộng đồng tại địa phương. Ông Nguyễn Phú Thịnh, Tổng Giám đốc Vinsys cho biết, chúng tôi rất
đến cho các doanh nghiệp quốc tế những khoản đầu tư chất lượng cao và các giải pháp bền vững để tạo nên những cơ hội phát triển lâu dài. Nhà máy mới của Lego sẽ được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái và Vizip sẽ thay mặt Lego xây dựng dự án năng lượng mặt trời kế bên. Từ đó, mạng lưới năng lượng mặt trời này sẽ sản xuất đủ năng lượng tái tạo để đáp ứng 100% yêu cầu của hàng trăm nhà máy. Nhà máy sẽ được xây dựng với mục tiêu đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của LEED Gold, bao gồm tất cả các lĩnh vực bền vững từ năng lượng, nước tới chất thải. Bên cạnh đó, nhà máy cũng sẽ được thiết kế để vận hành các loại xe điện và được trang bị các thiết bị sản xuất giúp nâng cao hiệu quả năng lượng. Tập đoàn Lego cùng với Vizip sẽ trồng 50.000 cây xanh tại Việt Nam để bù đắp cho những thảm thực vật bị chặt bỏ trong quá trình xây dựng nhà máy. Nhà máy mới cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao đặc biệt của tập đoàn Lego. Các lao động địa phương lành nghề sẽ được đào tạo để vận hành thiết bị sản xuất công nghệ cao sử dụng trong mọi nhà máy Lego trên toàn thế giới. Đó. Thì dữ dội không anh chị em? Đó. Ủa cho em hỏi có chị Nguyễn Thủy là Thúy Nguyễn bà xã của anh Thúy Nguyễn bà xã Thúy là bà xã của anh Mắc hả? Đúng rồi. Oh wow. Dạ. Em đây hân hạnh quá có hai anh chị vô chơi luôn. Bà ấy đang chào chị bên, Thúy nha. Bà ấy đang ở bên chỗ thằng con trai lớn ở bên Đức á. Dạ dạ dạ. Ừ. Thì dạ. Thứ năm là vui quá. Từ tại vì bà xã anh ở bên mấy mà thằng con trai anh với thằng đứa con dâu lớn nó ở bên đó là tại vì nó đi làm sớm quá. Dạ. Nên bà xã anh mới đẩy mấy đứa cháu nội đi nhà trẻ xong rồi chiều tụi nó về tụi nó trước. Thì con cái nó ấy thì nó còn nhỏ quá mà bây giờ ấy cho nên là đôi khi mà hai vợ chồng phải đánh được mà hai phé hai nơi đó. Dạ đúng rồi. Ừ thế nhưng mà bởi vì anh mới nói là cái hồi trước ấy tụi anh định là đi qua đến gần tháng 4. Thế nhưng mà bây giờ phải bảo là phải đi tranh thủ sớm về sớm để bà xã anh nhiều khi bà xã anh mà về thì bà còn phải lo cho con dâu út này nó tại vì cuối tháng 4 cháu nó đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 là nó sanh nhá biết không? Dạ. Cho nên là ấy, anh thì nói chung là cũng sắp sửa anh với chị cũng chuyến này về chung mà. Về chung luôn. Yeah. Vui ha. Ừ, với cái thứ hai nữa là bà xã anh bà cũng có đứa cháu ruột nó mới mất hôm vừa rồi nè. Oh. Ừ, cho nên là về chuyến này thì cũng kịp 49 ngày của nó. Thì bà con của bà chị thứ 9, bà có mỗi mình nó là con gái à. Rồi cái đứa con gái ấy, thì bà chị anh thì bà lại có đứa cháu ngoại nó ở bên Canada mà chuyến này nó lại không về được. Cho nên là về chuyến này thì cũng một công hai chuyện cho nên là thôi kệ nó với chị về chuyến này về thì cứ bảo về còn nếu như mà cái kế hoạch ở Việt Nam mà ví dụ như cháu nội mà nó lớn lớn nó khỏe cái thì mẹ nó cuối năm anh lại dắt bà về tiếp. Bà xã không tại vì bà xã anh là bà ấy về hưu rồi em. Dạ. Tại vì bà ấy về mất sức cho nên bà về hưu rồi bây giờ bà đi đâu bà đi thoải mái bà không có vô tư bà không có vấn đề gì hết. Đúng rồi. Ừ. Rồi yeah. Anh chị có tính là thí dụ như khi mà con cháu nó lớn lên hết rồi mình đáp về Việt Nam mình ở nó lâu dài không rồi lâu lâu qua thăm tụi nó được à thì vậy. Đương nhiên cái đó là đương nhiên rồi em bây giờ ví dụ như bây giờ nói chung là bây giờ cái tuổi mình nó càng ngày nó càng lớn rồi em biết không. Dạ. Yeah. Đó năm nay anh với chị là cũng 65-66 tuổi rồi thì có nghĩa là không phải là ấy bà xã anh ấy là bà rất thích làm việc nhưng mà bà là chính như bộ xã hội và bên những cái công việc làm ở đây là nó bắt bà phải nghỉ tại yeah. vì cái cánh tay của bà bên tay phải là nó không có thể làm việc được nữa rồi. Yeah. Cho nên nó bắt bà nghỉ. Mà ở đây trước khi nó cho em nghỉ là nó coi cái hồ sơ của em từ khi bắt đầu em đi làm việc thì bên này em có làm biếng không rồi em có hay nghỉ không rồi kiểu như yeah. là lười biếng là lý do đó thì nói. Còn đây nó coi mẹ hai vợ chồng làm mẹ đầu tắt mặt tối một ngày mười mấy tiếng hồi xưa mà. Yeah. Còn anh ấy thì anh lại bảo anh không thích về hưu có nghĩa là ở đây mà anh nói về hưu là mẹ nó buồn chết em ở bên Mỹ thì em hiểu rồi đúng về là về Việt Nam chứ về hưu ở ừ. Thế còn cho nên là anh bảo anh không thích về hưu có nghĩa là về hưu thì có nghĩa là anh với chị sẽ về bên đó thường hơn ví dụ vậy hoặc là ở bên đó lâu hơn đấy đó, ý đến, vậy đó. Ừ. Ừ, đến hè đó thì ví dụ như hai chồng bay qua đây thăm mấy đứa nhỏ đó vậy quá chừng nào mà không đi được nữa thì mẹ nằm ở bên đó thì kiếm chỗ nào đó hai vợ chồng nằm gần nhau thế được rồi. Yeah. Thích. Tại vì chỗ đó ăn cũng ok lắm. Nói chung ở Việt Nam á thì anh nói em thẳng không? Biết thưa quang biết sao em hỏi Việt Pai coi. Có nghĩa là tụi anh về
bên đó mà em ăn những cái món ăn rẻ tiền em nói là không ngon, nhưng mà đối với tụi anh thì nó lại là ngon. Đúng rồi. Thậm chí bây giờ anh nói thật cho em nghe, cái xe mì gõ mà chưa chắc em ăn, nhưng mà tụi anh làm vẫn cảm thấy ngon. Tại vì Đúng. những cái đó nó có một cái hương vị nó rất là đặc biệt, tức là em thấy không, rõ ràng là em thấy anh ngồi ngoài lề đường anh hút tô cháo, mà cái tô cháo đó bao nhiêu em, chỉ có mười mấy 20.000 đồng thôi, thích à, mười mấy ngàn thôi, mà cháo gì mà ăn bao bụng, mà em bảo em đưa tô ra ông bảo múc thêm cho mà chừng nào em mất ngon. Anh Bắc, em có cái này nè, em xin lỗi cắt ngang anh cái nè. Anh Bắc với anh Thu Quang nghe em không? Nghe rõ không? Nghe nghe À, nghe em rõ. có cái phone mới gọi vô, em tưởng đâu bị rớt, ai ngờ chưa. Ok. Cái những người ở bên Việt Nam á, em thí dụ nè, như anh Thư Quang, vợ Phèo hay là mấy anh chị em đồ ở bên Việt Nam á, không có cái cảm giác được giống như anh em mình về mà ngồi vỉa hè ăn như vậy đâu. Đúng rồi. Em nói thiệt, em nói thiệt, tại vì sao? Quen, ví dụ như anh Thư Quang đi, anh thấy cái đó mỗi ngày, anh thấy cái đó thường xuyên, cái Bình chuyện đó thường quá bình thường á. đó. Nhưng mà đây nè, em như em với anh Bắc nè, ồ ngồi được, ngồi ở cái vỉa hè, ngồi ăn ghế ghế lùng lùng thấp thấp vậy Ghế trong đó, ngồi hộp chồm á. hổm cũng vậy, mà ngồi ăn vỉa hè, uống ly bia hay uống ly cà phê, mà cứ nhìn bà con chạy qua chạy lại, cái không khí, cái mùi khói xe bụi hay là những cái đó đó, trời ơi, của anh em bên nước ngoài này rất là quý, rất Quý lắm là cái chứ, cảm đúng giác nó rồi, kỳ lắm, đúng. khó tả lắm đó. Tại vì có những cái em biết không, vì vì ai biết không, ví dụ như Thơ Quang em hiểu không? Tại vì nói chung có một số người á, thì tin tức internet thì có thể hiểu được tất cả mọi thứ, nhưng mà trong mỗi một con người một cái sự cảm nhận á, thì không thể nào mình diễn tả được. Có nhiều người ví dụ như bảo là đi cả 100 lần rồi, đi biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà khi về và khi đi lúc nào nó cũng rưng rưng, lúc nào nó cũng rưng rưng, trong lòng nó có một cái gì đó, nó vừa thấy vương vấn vừa cảm thấy nó buồn vậy. Còn về thì đương nhiên cái tâm trạng ai cũng háo hức, không cần biết là hồi xưa thì ví dụ bảo về bố mẹ còn sống thì mình cũng có cái háo hức khác, nhưng mà sau này bố mẹ mất rồi, còn anh em thôi, anh em thì cuộc đời cũng sống tiếp. chỉ có mấy bà que chống phá thì không phải, nó về nó rung Không nó phải, nhưng rung mà em biết là tại vì sợ. nó rung với cái thứ hai, một số thành phần nó rung và có một số nó run được một số thành phần, tức là nó không về được nữa thì nó quay qua nó nói xấu. Thế nhưng mà thực ra ví dụ như là cái chính phủ Việt Nam á, thì người ta cũng đã mở những cái gọi là cái hòa giải hòa hợp dân tộc, người ta không phải cho nó về, tại vì bằng chứng là những thằng hồi xưa nó chống cộng nó đã từng về rồi mà. Nhưng mà nó về rồi thì nó quay qua nó xạo sự, rồi nó nói xạo chó, rồi nó xuyên tạc. Ví dụ anh cứ cho nó là nó không thích cái chính quyền Việt Nam, Cộng sản Việt Nam, ok. Thế nhưng mà khi nó sang hoặc là nó đưa những cái tiếng, ít ra nó phải nói đúng sự thật. Thế nhưng mà đây nó lại xuyên tạc. Ví dụ như anh cũng có một thằng bên này nó bảo là Việt Nam mà đói khổ thế này kia. Thậm chí vợ nó cũng nói mẹ ông đéo biết gì hết mà ông cứ đói khổ không? Đó. Tại vì có về đâu. Đúng Thế rồi. nhưng mà đó, rõ ràng ấy, là tin tức hoặc là coi internet, coi YouTube này kia nó cũng biết rồi. Thế nhưng mà nó không không chấp nhận. Ví dụ vậy thì cho nên, nhưng mà cái cuộc đời của người ta đó, người ta nói là sống làm sao mà sống đến khi chết thì đừng bảo ôi trời ơi, nó bảo tôi thèm cái tô cháo quá, hoặc tôi thèm cái tô phở, hoặc tôi thèm cái này thèm cái kia, ví dụ vậy đi. Đến khi sắp sửa nhắm mắt thì mẹ mà trăn trối cuộc đời là biết thế, hồi xưa tôi về tại anh về bên đó là bây giờ chẳng hạn như hồi hồi sáng hôm qua anh coi cái đường Hoàng Nguyễn Huệ, nó làm con rồng cái này nó lắc đầu rồi nó phun khói phun khiết, thì nó bảo chuyến này về mà để xem nào thôi, chứ còn mà kiểu này thì đúng rồi, nhìn thấy nó hoành tráng quá. Ôi, Việt Thằng Nam con đường anh hoa Việt năm nay thằng, đẹp. thằng con anh là nó sinh ra bên này và nó có một thời gian nó làm 4-5 năm ở bên Việt Nam á. Nó nói là con về đó con không có làm gì, nhưng mà con cứ chiều con bắt ghế con đang ngồi trước con xem người chạy qua chạy lại con thấy vui. Đúng Ừ, đấy là nó đẻ cái này đó, nó là em một thế hệ thứ hai đó. giống em á, giống em á, em ngồi mà em vô cái quán em ngồi em cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại em ngồi miết luôn cũng được nữa. Việt Đôi Nam khi có nhiều cái hay. hay lắm chứ em. Đôi khi ví dụ như là gặp một vài ông bạn hàng xóm, rồi cái chỗ nhà anh ấy thì theo quán nó vô nó biết rồi đó, nhưng mà ngay đầu đường là nguyên cái công an phường nó ngồi mà Thành Đa phải không anh? đó. Ừ
cái chỗ nhà anh là cái phường 8 nguyên cái đám công an nó ngồi đó, nó về nó thấy mình về nó biết à, chú mới về hả, này kia nọ. Rồi ra thì đứa này nó công an nhưng mà tụi nó cũng rất là ngoan, nói chung chẳng hạn như là ra rồi nó bảo nó mời chú cà phê kia bảo thôi cảm ơn này kia nọ, cái tụi nó cũng vui. Rồi đứa mời điếu thuốc này kia nọ, mình cảm thấy nó có một cái gì đó, nó hỏi là chú có khỏe không, thì chú đại khái như là có tính là về hưu về nghỉ giết các cái rồi không, rồi mà chú về cô về không, ví dụ vậy. Những cái lời hỏi thăm rất bình thường thôi đấy. Thế nhưng mà điều mà nó cũng rất là có một cái gì đó nó gọi cho mình có một cái ấn tượng. Ba em ổng cũng nhắn em, ổng nói chuyện với em, ổng cũng nói mấy cái đó. Mỗi lần có giấy tờ gì cần làm gì, giấy tờ gì đi xuống dưới phường ở dưới phường ta biết hết, thì biết người ta hỏi hết rồi. Người ta hỏi thăm à, mấy anh đồ bên bển đồ vẫn khỏe không, năm nay có về được không, cũng hỏi thăm em tùm lum hết á. Nói chung á, thật ra mà mình nói là trên đời này nó không có cái gì gọi là nó khó hết á. Ăn thua mình, cái con người của mình nó sống sao thôi, em hiểu không? Dạ. Nhưng mà đương nhiên nó sống sao thì cũng phải hỏi lại, ví dụ như đấy. Chứ còn bên này mà sống sao sống chết gì đủ mẹ, còn những cái thành phần mà nó cả trớn cả chiếc ba sọc rẻ rách này thì mà đôi khi mình cũng nhức đầu lắm. Nó ở xa ở gần thì mình không ấy chi, nhưng mà ở đây thì nói chung cái nước Đan Mạch này thì nó nhỏ lắm. Mấy cái đám mà lũ sở bu thì nó cũng mẹ hồi xưa, chứ còn bây giờ nó biết hết mặt nhau rồi, rồi các cái rồi thì nói chung là tụi nó nhưng mà có chọc có quậy thì nó cũng chỉ có kiên cự, là cũng tùy người em hiểu không? Yeah. Chứ còn một số thành phần thì cũng mà cũng có thành phần giống như mẹ coi phim này kia nào, mà có số người đó mà mày không nên chọc vào, mẹ mày chọc vào là mày hơi mệt. Yeah. Đúng rồi. Mình là cái gì hết nhưng mà thì mày tụi bay mày chọc đến tao thì cũng hơi mệt. Bây giờ coi như là Việt Nam không những Liên Hợp Quốc rồi Mỹ rồi các cái gần như là trên thế giới này, gần như là nước nào Việt Nam nó cũng có quan hệ các cái. Bây giờ nó nói cái thằng Đan Mạch bạn anh nó nói hồi xưa tao cũng nghe tụi bay là cộng sản. Thế nhưng mà nếu mà cộng sản như tụi bay sao tao cũng muốn làm cộng sản quá. thực tế mà. Yeah. Nó về Việt Nam song sang đến đây nó cái đất nước gì đủ má nó kỳ cục quá. Nếu mà đất nước của mày mà gọi là cộng sản mà bảo là ác lắm mày gì thì mẹ tao muốn nước tao cộng sản với mày quá. Tụi bay sướng chết mẹ luôn, trời ơi, từ cái miếng ăn, từ cái đi đường phố, tao ra tao thấy mọi người ai cũng vui vẻ đi tới đi lui. Alo anh cư xá, ông trốn ở đâu giờ này ông mới chui vô. Lộn người luôn. Lên chơi được. Không? Nay lên 8 tỷ có anh bắt đồ lên nè. Cái thằng ấy mà nó lên là anh trốn đó. Ông này ông cũng mê đi về Việt Nam lắm. Ông cư xá. Ô trời ơi, em ơi, thằng này nó nói với anh mấy chục năm rồi. Lâu câu tiểu. Nó nói vậy thôi chứ nó mà về gì ai cho nó về. Đó, chưa. Đâu rồi. Lên đây nghiêu ngao cái coi, mệt ông ghê, lên ý kiến cái cò gần Tết rồi sao rồi. Ghê mà về cái con vợ nó cạo không còn cộng lông.